Hello, xin chào 500 anh em. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được từ phía hãng xe VinFast, đó là cơ quan quản lý phương tiện ở tại California đã chính thức chứng nhận cho phép VinFast thử nghiệm xe tự lái ở trên tất cả các đường phố công cộng của bang California, Mỹ. Như vậy, đây là một trong những thông tin rất vui đối với hãng xe của Việt Nam. Với bước đi này thì VinFast có thể nhanh chóng thực hiện đưa những cái mẫu xe điện thông minh của mình cập bến tại thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới này. Vậy thông tin cụ thể ra sao thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và lắng nghe bài phân tích của Auto Việt Nam nhé. Xin cảm ơn. Theo quy định tại Mỹ, trước khi được thương mại hóa trên thị trường, tất cả các mẫu xe điện có các tính năng công nghệ tự hành đều bắt buộc phải tiến hành các thủ tục được cấp chứng chỉ thử nghiệm xe tự lái, viết tắt là ATVP, bởi cơ quan quản lý phương tiện California, Mỹ. Với việc được cấp chứng chỉ thử nghiệm xe tự lái, VinFast sẽ là công ty thứ 57 được cấp phép. Trước đó đã có các đại gia công nghệ và hãng xe ô tô lớn trên thế giới như Apple, Tesla, BMW được cấp chứng chỉ này. Thông tin này đã được cập nhật bên trên website của cơ quan quản lý phương tiện California với tên gọi là VinFast USA mà các bạn đang thấy bên trên màn hình. Tôi cho rằng đây là một trong những thông tin rất vui đối với không chỉ riêng VinFast mà nó còn của cả ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Việt Nam. Với bước đi này, VinFast có thể nhanh chóng đưa những mẫu xe điện của mình cập bến tại thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới này. Điều thứ hai, nếu như chúng ta so sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á, thì hiện nay chỉ có Việt Nam là quốc gia đầu tiên có hãng xe sản xuất được ô tô điện và được cấp chứng chỉ này. Thứ ba là, nếu như chúng ta so sánh với các hãng xe lớn ở trên thế giới về việc sản xuất ô tô sử dụng động cơ đốt trong, tất nhiên chúng ta sẽ đang đi sau họ rất nhiều. Nhưng về việc sản xuất ô tô điện, VinFast và các hãng xe lớn gần như đang ngang bằng nhau. Vì hiện nay nổi bật nhất chỉ có hãng xe điện Tesla là đi tiên phong trong lĩnh vực này. Thứ tư là về góc nhìn với thị trường ô tô trong nước. Tôi tin chắc trong tương lai không xa, ngay sau khi các dòng xe ô tô điện của VinFast được bán ra ở tại thị trường Mỹ, xe ô tô điện sẽ sớm được phổ cập ở tại thị trường Việt Nam. Lý do là hiện nay VinFast đang muốn đi tắt đón đầu với sản phẩm ô tô điện ở thị trường trong nước, giống như cái cách mà Tesla làm với thị trường Mỹ và Trung Quốc. Về cơ bản thì đi tiên phong sẽ nắm được lợi thế cạnh tranh và định hướng được người tiêu dùng. Thứ năm là, xét về thiên thời, địa lợi và thương hiệu VinFast thì tôi cho rằng hãng xe Việt đầy đủ tất cả ba yếu tố trên. Thiên thời tức là hiện nay ô tô điện chỉ mới bắt đầu được chú ý và phát triển mạnh mẽ ở trên thế giới. Ở trong nước, VinFast được hỗ trợ bởi chính phủ Việt Nam và hiện nay hãng xe Việt đang nắm bắt cơ hội rất tốt. Địa lợi ở đây đó là với tinh thần yêu nước của người Việt, người tiêu dùng sẽ ủng hộ các sản phẩm do bàn tay của người Việt sản xuất để thúc đẩy công ăn việc làm trong nước, phát triển kinh tế xã hội. Cuối cùng đó là thương hiệu VinFast. Với sự hậu thuẫn của tập đoàn Vingroup, tiềm lực tài chính mạnh mẽ, dồi dào, các cơ sở bán hàng và dịch vụ sửa chữa phủ sóng trải dài khắp đất nước, hãng xe Việt có đủ yếu tố để phát triển những trạm dịch vụ dành cho xe điện như sửa chữa thay thế, cứu hộ 24/7 và quan trọng nhất đó là các trạm sạc dành cho xe điện. Đây là yếu tố then chốt mà chưa hãng xe nào Việt Nam có được như VinFast. Với những phân tích trên, hy vọng trong tương lai không xa, xe điện của VinFast không chỉ có mặt ở tại thị trường Mỹ mà còn có mặt ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Riêng với thị trường trong nước, người Việt sẽ được sử dụng những sản phẩm chất lượng ngang bằng với quốc tế và có mức giá bán hợp lý. Trên đây là những phân tích riêng của mình về sự kiện trên. Các bạn có ý kiến bình luận gì thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Xin được cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.